Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Quý Bú Chúa. Trải qua nhiều năm, Tranbo đã thành công trong việc xây dựng một hệ thống nhân vật phản diện vô cùng đỉnh cao và mở ra một thế giới trong Tranbo ngày càng rộng lớn. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất trong đó là hơn một nửa số phản diện ấy đều không được bố già Akira Toriyama công nhận. Không công nhận ở đây có nghĩa là ông không cho nó vào mạch truyện chính chứ không phải không có liên quan gì tới ông đâu nhá. Thậm chí ngay chính những nhân vật đó là do chính tay ông thiết kế mà tạo nên và cũng chính ông xây dựng câu chuyện đó. Định nghĩa của từ ngoại truyện trong Tranbo có nghĩa là những phần do tác giả tham gia sản xuất nhưng tác giả không cho vào mạch truyện gốc. Đó là định nghĩa về ngoại truyện mà hầu như nhiều người đang hiểu sai lầm sang dạng fanmade, một dạng do người khác không phải là tác giả tham gia sản xuất. Dù là ngoại truyện nhưng tất cả là có mối liên kết một cách tài tình với chính truyện, đơn giản bởi vì do cùng một tác giả mà ra. Việc ông không muốn cho những câu chuyện ấy vào chính truyện chỉ đơn giản chính truyện là một dòng thời gian riêng biệt, khán giả có thể theo dõi câu chuyện của nhân vật Son Goku một cách dễ dàng. Việc có nhiều câu chuyện được mở ra đôi khi làm rối não người xem. Vì thế, mọi người có thể hình dung những phần ngoại truyện như một vũ trụ Tranbo khác, một dòng thời gian được cuộn chảy song song với dòng thời gian chính, tức là mạch truyện chính. Mỗi thước phim ngoại truyện lại có vô số chi tiết được liên kết hoàn hảo vào chính truyện. Ví dụ cho mọi người thấy một điểm vô cùng thú vị như sau. Trong chính truyện Tranbo, Future Trunks lần đầu xuất hiện là khi anh đến từ tương lai. Lúc này, Future Trunks đã dùng thanh kiếm của mình giết chết hai cha con Frieza. Thanh kiếm này từ đó về sau luôn đồng hành cùng Future Trunks. Sau này, Trunks cũng dùng thanh kiếm ấy để tiêu diệt hợp thể Zamasu và Black Goku, trở lại sự bình yên cho loài người. Nhưng không ai biết thanh kiếm ấy từ đâu mà có. Và đó là trong chính truyện. Thế nhưng các bạn có biết rằng trong một movie ngoại truyện, chính xác hơn là movie thứ 17 của Tranbo, Wrath of the Dragon, cơn thịnh nộ của rồng, hóa giải phong ấn. Cậu bé Trunks đã được nhận một thanh kiếm huyền thoại từ một người anh hùng tên là Tapion. Lịch sử của người anh hùng Tapion như một câu chuyện sử thi hào hùng của dân tộc Konas. Khi phải chia tay, anh đã trao thanh kiếm ấy cho Trunks để cảm ơn Trunks và cũng như minh chứng cho sự dũng cảm của cậu. Không ai biết đó liệu có phải là thanh kiếm mà hiện tại Future Trunks vẫn đang giữ bên mình hay không, tác giả cũng không muốn xác nhận. Đôi khi sự mập mờ lại tạo nên sự hấp dẫn một cách đầy bí ẩn. Đấy là một trong nhiều phần phim ngoại truyện của Tranbo. Mỗi câu chuyện đều có những chi tiết rất hay, chứ có mối liên kết với chính truyện, tạo nên một vũ trụ Tranbo rộng ở chiều sâu, lại vừa rộng ở chiều ngang. Tính đến thời điểm làm video này là vào tháng 10 năm 2023, thương hiệu Tranbo đã có tổng cộng 21 movie được phát hành. Trong số đó chỉ có 4 movie mới nhất là trong chính truyện, 17 movie còn lại là nằm trong ngoại truyện. Mà nếu đã nói tới ngoại truyện thì chắc chắn phải có nhắc tới Tranbo GT, cũng là một series ngoại truyện vô cùng xuất sắc của thương hiệu Tranbo. Hiện nay trong số các nhân vật ngoại truyện nhưng đã có một màn lột xác vô cùng tuyệt vời để biến thành nhân vật chính truyện chắc chắn là Broly. Ban đầu Broly là nhân vật phản diện cho tác giả Akira Toriyama sáng tác nằm trong ngoại truyện. Sau này Akira đã biến Broly trở thành một phiên bản mới nằm trong movie chính truyện, movie Tranbo Super Broly sản xuất năm 2018. Lý do Broly được yêu ái như vậy có lẽ là vì Broly rất được yêu thích và có phần thiết kế ngầu lòi, mạnh mẽ. Vậy hãy cùng bọn mình điểm danh qua một số nhân vật phản diện vô cùng xịn sò khác nhé. Đương nhiên tất cả đều hiện nằm trong phần ngoại truyện. 1. Cooler. Người đầu tiên trong danh sách này là Cooler, kẻ được giới thiệu như anh trai của Frieza. Không giống như em trai mình, một kẻ cực kỳ tàn nhẫn và vô cùng kiêu ngạo. Cooler điềm tĩnh hơn nhiều và đã đạt được hình thái tối thượng trước Frieza từ lâu. Lần đầu khi xuất hiện, hắn đã dễ dàng đánh Goku một trận như tử. Theo đánh giá của Goku, khi của Cooler nhỉnh hơn nhiều so với Frieza và cũng quyết đoán dày dặn kinh nghiệm hơn hẳn so với em trai mình. Tuy nhiên hắn cuối cùng đã phải chịu thất bại trước Super Saiyan Goku. 2. Super Android 13. Nhà khoa học điên tiến sĩ Gero bị giết dưới bàn tay của chính sản phẩm mình tạo ra, Android 17. Tuy nhiên Gero đã bí mật sao chép ý thức của mình vào một siêu máy tính ngầm để tiếp tục thực hiện ước mơ tạo ra Android tối thượng, có khả năng giết Goku và tiêu diệt loài người. Với nhiệm vụ tiêu diệt Son Goku bằng mọi giá, đây chính là lý do mà lúc đầu số 15 có thể đọc được chuyển động của Goku. Tiến sĩ Gero đã tạo ra Android 13, Android 14 và Android 15 với siêu máy tính của lão. Nhóm anh hùng đã chiến đấu rất dũng cảm, cuối cùng đã tiêu diệt được số 14 và 15. Sau đó, số 13 hấp thụ chip của số 14 và 15 biến thành Super Android 13. Với khả năng kết nối dữ liệu, hợp nhất và nâng cấp thành phiên bản Super Android 13, hắn có lẽ là một phiên bản cơ khí của Cell. 3. Hirudigan. 1.000 năm trước, Tapion và em trai Minotia là những người Konas sống trên hành tinh Konas yên bình. Tuy nhiên, một ngày nọ, một nhóm hắc pháp sư được gọi là Kasva đã thực hiện một nghi lễ cổ xưa hồi sinh con quái vật khổng lồ và tàn nhẫn, Hirudigan. Không có lý do, Hirudigan sử dụng sức mạnh khổng lồ của mình để tiêu diệt hành tinh Konas. Trong trận chiến giữa con quái vật Hirudigan và người Konas, chiến binh Tapion và Minotia đã sử dụng cây sáo của họ để giữ chân Hirudigan. Nhân cơ hội này, một thuật sĩ được xác nhận là người bảo vệ Konas đã vung một thanh kiếm được yểm bùa và dùng nó để cắt đôi Hirudigan.
Tapion, Minotia và vị thuật sĩ đó sau đó được biết đến như những anh hùng vĩ đại của người Konas. Để đảm bảo rằng Hrudegan sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, Tapion và Minotia đã đồng ý để cơ thể của họ bảo vệ từng linh hồn của Hrudegan. Nửa trên của con quái vật Hrudegan thuộc về Tapion và nửa dưới thuộc về Minotia chấn giữ. Sau đó, chúng được đặt trong những chiếc hộp âm nhạc thân bí và được gửi đến những nơi xa xôi trong vũ trụ. Minotia được gửi đến một hành tinh không xác định, trong khi Tapion được gửi đến trái đất. Chi tiết diễn biến tiếp theo như thế nào thì các bạn hãy tự xem sẽ hay hơn nhé. 4. Hachiyak xuất hiện trong tập OVA Kế hoạch tiêu diệt người Saiyan. Vốn là một người máy được tạo nên bởi nhà khoa học gia Raichi nhằm trả thù cho việc người Saiyan từng phản bội và đám ác tộc Tuffle đến tuyệt chủng trong quá khứ. Sức mạnh của Hachiyak quá khủng khiếp so với nhóm Goku, lần lượt từng người bị hạ. Nhưng đến khi hắn định tung ra đòn Revenger Cannon kết liễu Gohan thì Future Trunks bất ngờ từ đằng sau tấn công khiến hắn lộ ra điểm yếu của mình và Goku đã nhận ra điều ấy. Điểm yếu chết người của Hachiyak nằm ở chiêu thức Revenger Cannon khi năng lượng tích tụ đến 15 giây và trong những giây đó hắn sẽ mất đi khả năng tự vệ. Nắm được điều này, nhóm Goku đã cùng nhau tung những tuyệt chiêu mạnh nhất trong thời gian Hachiyak vận năng lượng và tung ra trong những giây phút cuối. Sức mạnh từ năm chiến binh mạnh mẽ đã thổi bay Hachiyak và xóa bỏ hoàn toàn hành tinh của Raichi cũng như mọi thù hận của hắn. 5. Thales. Năm 1990, movie thứ 7 của Tranbo có tên là The Tree of Might, tức là mầm cây sinh lực. Nhân vật phản diện chính là Thales. Bộ phim khi ra mắt được sự quan tâm lớn bởi nhân vật phản diện chính Thales có diện mạo giống hệt Son Goku nhưng làn da tối màu hơn. Và movie này cũng lần đầu tiên ra mắt nhân vật chú rồng Icarus, vốn là một chiến binh Saiyan cấp thấp. Thales đã may mắn thoát chết khi đào ngũ trước khi hành tinh Saiyan bị Frieza hủy diệt. Cùng với những thuộc hạ của mình, Thales lập một băng không tặc vũ trụ chuyên cướp bóc và tàn phá các hành tinh yếu đuối. Và đây cũng là tập phim mở đầu cho định nghĩa trái sức mạnh, tên tiếng Nhật gọi là Shinseiyu no Mi, nghĩa là trái cây của các vị thần. Trái có màu cam, mọc từ cây sức mạnh, cây sẽ hút tất cả chất dinh dưỡng từ hành tinh nơi mà nó được gieo trồng. Tuy nhiên khi gieo trồng xuống trái đất, hành tinh này sẽ bị nó rút cạn sự sống, trở thành hành tinh chết. Do đó, nhóm chiến binh Z phải ngăn chặn kế hoạch này. Bất cứ ai ăn trái Shinseiyu no Mi sẽ được gia tăng một nguồn năng lượng khổng lồ. Thales ăn loại quả này, sức mạnh của hắn tăng hơn 15 lần so với ban đầu. Có lẽ trái củi trong One Piece cũng lấy ý tưởng từ loại trái này mà ra. 6. Zanemba. Câu chuyện bắt đầu khi một thiếu niên thiên đình quên thay bồn tẩy linh hồn, cỗ máy giúp tẩy rửa linh hồn xuống địa ngục. Khi bồn giặt phát nổ, mọi sự độc ác trong cỗ máy phát tán ra, thiếu niên bị biến thành quái vật Zanemba. Zanemba làm náo loạn cả địa ngục, khiến Frieza cùng thuộc hạ và những kẻ xấu đã chết khác có thể thoát ra nhân gian. Toàn bộ các linh hồn đều đào thoát và đều thoát ra thế giới loài người. Lúc này Diêm Vương phải cầu cứu Goku. Goku và Vegeta phải sử dụng đến chiêu Fusion Dance, tức là lưỡng long nhất thể để đánh bại Zanemba, một tên quái vật được sinh ra dưới địa ngục. Đây cũng là lần đầu tiên nhân vật Gogeta xuất hiện trên màn ảnh. Movie 16 đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện nhân vật hợp thể Gogeta được tạo ra từ động tác Fusion Dance. Trước đó trong chính truyện chỉ có nhân vật hợp thể Goten sử dụng Fusion Dance và nhân vật hợp thể Vegito sử dụng khuyên tai Potara. 7. Lost Luck. Một người Namek độc ác và xịn hơn hẳn đại ma vương Piccolo, đó là những gì mà chúng ta có thể mô tả về chúa tể Lost Luck. Hắn ta là một siêu Namek chính gốc đó, thậm chí còn là một kẻ chuyên đi thôn tính các hành tinh nữa. Nhìn chung chúng ta đều có thể thấy rằng việc khai thác câu chuyện của hắn sẽ là một điều khá thú vị. Mặc dù là một nhân vật xuất hiện trong thời gian đầu của Tranbo, sức mạnh của gã Namek này vẫn được King Kai xác nhận là vượt trên cả hình thái tiệm cận sức mạnh của Super Saiyan. Về cơ bản, hắn từng là một nhân vật tương đối mạnh ở thời điểm hắn ra mắt. King Kai tiết lộ rằng Slug khi còn nhỏ đã được gửi đến một hành tinh tên là Slug trước khi hành tinh quê hương Namek của anh ta đối mặt với sự tuyệt chủng, tương tự như Thượng Đế Kami. King Kai nói rằng mặc dù Slug có thể không tự nhận ra điều đó, nhưng anh ta được sinh ra với một đột biến hiếm gặp chỉ cho phép cái ác phát triển trong trái tim anh ta, khiến anh ta trở thành ác quỷ thuần túy và do đó anh ta là một siêu Namek. 8. Bojack. Lấy bối cảnh sau khi đánh bại Cell, trái đất tổ chức một đại hội võ thuật đặc biệt mời các võ sĩ từ bốn cõi thiên hà đến tranh tài. Lúc này Son Goku đã chết và lên thiên đường. Những người bạn của anh đã tham gia vào đại hội võ thuật lần này. Nhưng một câu chuyện không ngờ đã xảy ra. Bojack, kẻ bị bốn vị thần vũ trụ phong ấn năm xưa đã thoát khỏi phong ấn bởi vị thần vũ trụ phía Bắc là King Kai đã chết theo Goku do Cell tự phát nổ. Son Gohan đã giáp mặt với hắn và gặp nguy hiểm. Trong lúc nguy nan, Goku đã dùng phép dịch chuyển tức thời để giúp con trai. Bojack và phi hành đoàn của ông thuộc chủng tộc Hera, những người ngoài hành tinh cực kỳ mạnh mẽ có thể chuyển đổi sang trạng thái full sức mạnh của họ. Full Power Hera rất giống với Super Saiyan ở chỗ, nó giúp gia tăng sức mạnh lớn và làm thay đổi màu tóc cũng như tông màu da. Khi Bojack và những người Hera khác chuyển sang dạng Full Power, họ đã khiến cho Super Saiyan Trunks, Vegeta và Gohan gặp nhiều khó khăn và tất cả đều bị đánh bại bởi Bojack.
Cho đến khi Gohan đã tới Super Saiyan 2 thì Full Power Project mới bị đánh bại. Vì vậy, việc giới thiệu lại nhân vật này có thể là điều hoàn hảo để giúp Project được chú ý thêm một lần nữa. 9. Baby. Trong series Turbo GT, ta có thể thấy Baby đã hợp nhất với hầu như là toàn bộ nhân loại trên trái đất. Thế nên chúng ta không có nhiều thời gian nói về từng dạng hợp nhất của hắn mà chỉ có thể tập trung vào dạng mạnh nhất, Baby Vegeta. Nhân dạng của hắn đã có sự thay đổi khá lớn khi hoàn thành việc kết hợp với Vegeta. Mặc dù vậy, có vẻ như nhân vật này hoàn toàn bị kiểm soát bởi Baby chứ không phải ở dạng hòa nhập giữa hai cá thể. Với hình dạng Baby Vegeta, có lẽ đây là dạng kết hợp hoàn hảo nhất từng có thể chiến đấu ngang sức với Goku. Thêm vào đó, ta không thể phủ nhận rằng Vegeta là nhân vật duy nhất có thể theo kịp Goku trong những buổi luyện tập. Chính vì thế, ta có thể nói đây là chiến binh Saiyan mạnh thứ nhì sau Goku. Có thể nói rằng Baby Vegeta chính là một trong những nhân vật hợp thể mạnh nhất ở phe phản diện, khi hắn có thể một mình chống lại tất cả những chiến binh Z, hạ gục Majin, hợp nhất giữa Bư Béo và Ư Áp, và thậm chí đánh bại được cả Goku. 10. Omega Shenron. Shin Shenron được biết đến với tên là Ji Shin Long, là con rồng phản diện cuối cùng xuất hiện trong Dragon Ball GT. Shin Shenron là một con rồng trắng cao lớn cùng hai chiếc sừng nhô dài trên đỉnh đầu. Bên cạnh đó là rất nhiều sừng từ vai, khuỷu tay, lưng và đầu gối. Đặc biệt trên trán có viên ngọc một sao nứt nẻ đại diện nên nó còn được gọi là rồng một sao. Hắn không cảm thấy thương cảm cho bất kỳ sinh vật nào, thậm chí tiêu diệt đồng đội nếu điều đó mang lại lợi ích cuối cùng cho sự hủy diệt toàn cầu. Hắn cũng thích coi thường kẻ thù của mình. Hắn đã hấp thụ hết 6 viên ngọc còn lại, biến Shin Shenron thành dạng mạnh nhất có tên là Omega Shenron, một phiên bản lớn hơn, mạnh mẽ hơn với quyền sử dụng tất cả các khả năng của anh em mình. Hắn trở nên mạnh hơn gấp 10 lần ban đầu. Omega Shenron tuyên bố là có thể phá hủy vũ trụ bằng năng lượng tiêu cực của mình. Cụ Kaio cũng khẳng định rằng sức mạnh của hắn có thể lan tỏa đến ngay cả thánh điện Kaio linh thiêng của các Kaioshin. Khi trở thành Omega Shenron, ngoại hình của hắn cũng thay đổi, độ sang xịn mịn có lẽ là đứng hàng top trong số các phản diện trong anime luôn. Đúng là tác giả Akira Toriyama giỏi trong việc thiết kế ra một nhân vật ngầu loi. Như vậy là chúng mình đã điểm danh qua 10 nhân vật phản diện cực mạnh nhưng hiện đang ở phần ngoại truyện. Như mình đã từng nói ở đầu video, định nghĩa của từ ngoại truyện trong Dragon Ball có nghĩa là những phần do tác giả tham gia sản xuất nhưng tác giả không cho vào mạch truyện gốc. Tất cả đều được xem là những dòng thời gian khác nhau tạo nên một vũ trụ Dragon Ball rộng ở chiều sâu lại vừa rộng ở chiều ngang. Mỗi thước phim ngoại truyện nhưng lại có vô số chi tiết được liên kết hoàn hảo vào chính truyện. Nếu bạn thích video này thì hãy để lại một nút like để thuật toán YouTube chia sẻ rộng rãi video này đến với nhiều người khác cùng biết đến những nhân vật hay ho này trong Dragon Ball nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.